Được rồi, bà cứ yên tâm đi. Thứ bảy đến tập sớm, chủ nhật diễn luôn chứ gì. Được rồi. Tốt mình tập trước mà. Nhá. Rồi tôi biết rồi. Thế nhá. Mẹ ơi mẹ, cái chảo đậu. Thôi chết rồi, cái chảo đậu cháy rồi. Thôi thôi, con tắt rồi ạ. Tắt chưa? Con tắt rồi. Đấy, mai có điện thoại mấy cái bác ở câu lạc bộ, hôm tới tập ca trù, chủ nhật biểu diễn luôn. Quyền quý bị mất đi con ạ. Lần sau mẹ có nấu nướng gì thì mẹ cẩn thận một tí, chứ đợt này báo đài người ta nói về cháy chập nguy hiểm lắm đấy ạ. Ừ, rồi, cháy chập nó phải là nhà hàng lớn xong rồi là nó mới nguy hiểm, chứ nhà mình có cái chảo nhỏ thế làm sao mà cháy chập được. Con mới quan trọng hóa vấn đề ấy nhỉ. Thì con cũng chỉ muốn nói để cho mẹ cẩn thận hơn, chứ con không có ý gì cả. Thôi thôi, đi dọn cơm đi. Nhanh lên. Vâng. Uống nước ạ. Cảm ơn con. Dạ vâng ạ. Đây con ạ. Dạ. Cứ mỗi bữa ăn này, thi thoảng là hai bố con mình như hôm nay ấy, ta làm nửa ly thôi. Vâng. Nửa ly rượu thì thế là khí huyết nó lưu thông. Nó mới ấm người lên ạ. Nào. Đây 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 đây. À, tráng miệng tráng miệng. Sữa chua hả? Vâng. Sữa chua. Đây đây đây, sữa chua đây. À, từ nãy đến giờ là tầm khoảng cũng được gần 30 phút rồi đấy. Vâng. Bây giờ ăn sữa chua là đúng đấy. Dạ vâng ạ. Mỗi khi mà ăn cơm xong ấy, mình có cái sữa chua này á thì phải đợi khoảng từ 20 đến 30 phút. Ăn vào thì nó hợp lý, tiêu hóa nó mới tốt mà. Bố còn đúng khoa học. Bây giờ ăn được chưa? Dạ rồi ạ. Bố con mình ăn thôi. Vâng, con mời bố mẹ ạ. Con mời bố mẹ, em mời anh. Ngon không? Ngon không? Thì ngon nhưng mà hơi ngọt. Ngọt á? Hơi ngọt. Khánh? Dạ. Ngon. Ngon ạ? Hơi ngọt. Ôi giời, bố con nhà ông cũng là sữa chua thì phải ngọt chứ lại. Nhưng mà mẹ ơi, ăn ngọt đâu có tốt đâu ạ. Ăn nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe lắm ạ. Thế thì thôi thôi, ông với cả Khánh đưa đây tôi đổi cái hộp khác. Không phải đổi, hôm nay ăn một bữa thì cũng không sao. Còn nó nói đúng đấy, mặn ngọt chua cay cái gì nó phải có độ nó thì nó mới tốt cho sức khỏe các con nhỉ. Dạ vâng, đúng rồi. Không sao, con ăn được không sao mẹ ạ. Hôm nay ăn được một bữa không vấn đề gì. Thế có nghĩa là ý ông là cái gì quá nó cũng không được đúng không? Ừ. Nó cũng không tốt đúng không? Ừ. Tức là vui quá thì tôi lại phải buồn đi đúng không? Mẹ. Vâng, ăn đây cũng ngon mẹ, ăn được. Sữa chua mẹ làm, ăn ngọt như thế mà anh với bố cũng ăn được à? Nếu mà là em ấy, chắc em bị mắng rồi. Là mẹ hay là em ấy thì cũng thế cả thôi. Hơn nữa cũng có chuyện có gì cả đâu. Thôi đừng nghĩ nhiều nhá. Nhưng mà bây giờ mình là người nhà với nhau, mình phải góp ý thẳng thắn cho nhau để còn biết đường mà sửa chữa. Chứ không ngon mà cứ bảo là ngon, em cũng đến chịu đấy. Thì lúc nãy nói mẹ cũng đã biết rồi còn gì. Thôi, em cũng bớt để ý những cái chuyện mà nó linh tinh rồi là nhỏ nhặt như thế này đi nhá. Thế em làm sao? Ý anh bảo là em nhỏ nhặt, rồi em hay chấp vặt, rồi em thái độ chứ gì. Anh ấy cứ nói đến mẹ là anh cứ bênh chậm chậm, không biết đúng sai là cái gì. Qua thôi, không phải vấn đề là anh bênh, nhưng mà rõ ràng là cái chuyện này nó không có cái gì cả. Đấy, bây giờ em quan trọng hóa vấn đề để làm gì? Cái chuyện này không đáng để chúng mình lại to tiếng với nhau, để rồi tranh luận, để cãi nhau. Thì cái thái độ của em đều là phụ thuộc do anh cả thôi, chứ không phải là em muốn đâu. Thôi nhá, anh không muốn nói việc này thêm nữa. Anh không có hơi đâu để đi mà tranh luận, để cãi nhau với em về cái việc này. Đấy, đây là một cái chuyện mà nó không đáng để chúng ta phải to tiếng với nhau. Điện thoại chẳng giúp em gì cả, bực cả mình. Anh ơi, tôi chết rồi,
Anh ơi làm thế nào bây giờ? Cái lọ hoa mà mẹ thích nhất chết em rồi. Ê, em biết ăn nói thế nào với mẹ bây giờ? Là cái hàng bố tặng mẹ chứ. Chết em rồi. Mình đi để nghĩ xem nào. Bây giờ anh nghĩ cách đi. Ôi, bố, bỏ rồi. Thôi, xong rồi. Gì đấy? Vỡ lọ hoa. Ôi. Không sao, vỡ thì mình mua cái khác mà. Này con. Dạ dạ. Con cho nó gọn. Vâng. Không nó mọi người rỗng rồi đấy. Bố mẹ với cả nhà con cứ ngồi xuống để con. Mẹ đừng giận con nhá. Thì vỡ rồi thì làm sao mà phải giận hả con? Nhưng mà đây là cái lọ hoa bố tặng cho mẹ, lại còn là cái lọ mà mẹ thích nhất nữa. Rồi con bé này, vỡ rồi thì mua lọ khác, làm sao mà hốt hoảng cuống quýt ra như thế. Không sao đâu con ạ, mẹ con nói đúng đấy, vỡ rồi thì mình mua cái khác chứ có gì đâu. Ngồi xuống đây mẹ bảo. Dạ. Cuộc sống ấy không phải lúc nào cũng chỉ nhìn vào lỗi người khác mà phán xét. Nhất là những người thân trong gia đình. Phải biết bỏ qua và tha thứ thì mới sống với nhau được con ạ. Dạ. Tôi nói thế có đúng không mình? Chính xác đấy. Con cảm ơn bố mẹ ạ. Này con ơi, con phải học mẹ ở cái tính đấy đấy. Sống với nhau phải biết cách tha thứ. Cuộc đời ai chả có những cái lúc mà nó va chạm với cái việc bé tí rồi đúng không? Nhưng từ cái việc bé tí thì mình cứ nhân cách quá lên nó trở thành lớn lao đúng không? Nó trở thành phức tạp. Mẹ ơi, nhưng mà mẹ cứ cho con xin lỗi nhá. Hay là ngày mai con mua tặng mẹ một cái lọ hoa mới được không ạ? Thôi, cái lọ hoa thì mua lúc nào mà trả được. Mà bố con có tiền đấy. Sẽ mua tặng mẹ lọ hoa khác. Này, không phải em muốn mua tặng mẹ mà được đâu. Phải là bố mua tặng mẹ cơ. Mà nhất em đấy, hôm nay là con dâu đấy. Con trai mà làm vỡ lọ hoa thì thôi rồi. Thôi rồi, ngày mai bố sẽ mua cho mẹ, tặng mẹ hai lọ hoa luôn.